chả rồi rồi nó phải như thế, hiểu không? Chứ không như kia nó ít quá, lần sau nhớ nhá. Đâu vừa phải sửa chưa? Lần trước làm cá gì? Nó phần dưới rồi, thẳng sang. Ừ, thẳng sang đến đây luôn. Nha. Được. Thank you.
Gì chị biết thì đấy thôi, chứ còn em biết theo kiểu của em để em nhớ thôi, sợ chị biết rồi nó lại không, tại vì quen thì nó sẽ nhớ kiểu đấy, nhưng mà không quen ấy, quen dễ quên lắm.